mình sẽ mang tới một cái rất là mới ở trên cái kênh của mình. Đó là một cái chuyên mục về hỏi đáp và review xe cho anh em, giải đáp những cái thắc mắc của anh em về xe mô tô phân khối lớn cũng như xe phân khối nhỏ, về kỹ thuật cũng như là kinh nghiệm và kiến thức về xe. Thì hôm nay mình ở cái clip đầu tiên này, mình sẽ giới thiệu cho anh em về một chiếc xe mang nhãn hiệu của một chiếc Cruiser đến từ thương hiệu của nước Ý là Ducati. Thì chiếc xe hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em là chiếc Ducati X-Diablo S. Mình sẽ nói về cái ưu điểm và khuyết điểm của xe này chủ yếu. Anh em nào mà có câu hỏi liên quan đến chiếc xe này về cái kỹ thuật chẳng hạn hay là đồ chơi thì có thể comment, mình sẽ làm thêm một clip nữa để nói về những cái phần đó. Giống như các cái dòng Cruiser của các cái hãng như Harley hay là dòng phổ biến của Honda, Shadow, nhưng mà đặc biệt nó cái cách ngồi nó giống Harley, và cái thế ngồi của chiếc Diablo này là một trong những chiếc đầu tiên của Ducati làm mới có cái dáng ngồi như thế này. Với lại em để ý ở trong những cái dòng Cruiser là chiếc Diablo này là nó mang cái vóc dáng hiện đại chứ không có phải là classic cổ điển như mấy những cái hãng khác. Đúng rồi, nhiều anh em nhầm tưởng cái xe này, nó tưởng đâu là chiếc này là cái kiểu giống như Harley, nhưng mà thực chất cái này hay là nó giống như cái Diablo đời đầu. Đúng rồi, là giống chiếc dòng muscle, dòng cơ bắp, nhưng thực chất chiếc Diablo này nó lại thuộc về cái phong cách nó gọi là cái sport touring, nghĩa là dáng của một chiếc touring nhưng mang trên mình một cái quả tim của một chiếc sport thuần túy. Chứ nói top speed anh từng chạy là test trên đường màu trắng là đúng là 265. Lúc đó chưa mát chưa gì hết. Xe zin 265. Nếu vậy lúc là mua lại rồi thay đồ chơi đồ vô thì nó hỗn quá, chưa có cơ hội test lại. Thật sự nó là một cái xe rất là mạnh chứ không phải một xe tấm rồi, em nghĩ là thật sự nếu mà xách ra đè ngang với lại chiếc R1, chiếc Sport R1 đè không lại. Dĩ nhiên thì cái chạy thì nó chạy không lại R1 rồi, nhưng mà đề thì chắc chắn một điều 100% là không thua kém gì đâu. R1 không có cửa nó bỏ luôn. Nhưng mà tới ga giữa rồi, nhất là khi trên mà 200 rồi là bắt đầu R1 bỏ nó. Đúng rồi, nhất là khi mà mình đã vô bô, đã map lại mà còn vô thêm bộ nồi khô nữa thì nó bắt đề rất là lẹ. Đúng rồi, đề nhanh lắm. Giờ thích thì cứ dắt R1 ra đề thử, rồi biết hôm nào có cơ hội thì cứ dắt ra đề bỏ đảm dưới 200 là nó bỏ R1, nhưng mà trên 200 rồi là thua. Rồi, gọi là hết số 2 đó, hết số 2 là thua. Còn X-Diablo S này á, thì nó có một cái nhược điểm á, là cái em chạy thử thì cái gác chân nó rất là chới về phía trước. Thì đối với những anh em mà cao 1m7 đổ xuống á, thì ngồi nó chân nó lúc nào phải rướn hết cỡ về phía trước, đâm ra rất là khó khăn lúc mà di chuyển lâu thì rất là mỏi lưng, sang số rất là cực, nhất là khi mà chạy đua nè, pit stop nè. Thì em có chạy rồi, em chạy tới chiếc này em chạy tới 250 luôn rồi, thì cái khoảng mà pit stop thì rất là khó khăn, tại vì xe cái bàn chân mình phải rướn để mình sang số đó, mà đặc biệt là nó không có quick ship nữa, không có quick ship thì khó khăn quá. Nếu mà nói tới quick ship thì đối với anh chiếc này không có nên gắn quick ship, nếu thật sự có bán quick ship đồ chơi, tại vì không, mình không hiểu lý do tại sao, nhưng mà cái hộp số của chiếc Diablo này nó thiết kế cái cửa số nó vô rất là nặng, cho nên cái nguy cơ mà gắn quick ship mà thay vì mình vô hết số thì có thể là thay vì nó hết số là nó vô hết như thế này, thì chiếc này có nguy cơ là khi mình quick ship nó chỉ vô nửa chừng thôi là khả năng nó nhảy, nó chưa quay hết là nó có khả năng là nó đập sẽ bể hộp số, cho nên chiếc này em thấy là cho dù trên thị trường hiện nay có một số hãng bắt đầu làm quick ship cho nó rồi, kể cả Flipper luôn, thì anh thấy ở Ý bên này có cái thằng IRC là làm một cái bộ vừa quick ship vừa Flipper luôn, nghĩa là khi mình về số thì nó tự động lên ga, tại vì con này đã ga điện sẵn rồi. Nhưng mà thật sự chân tình luôn là anh khuyên là không lên ga, mặc dù cái bộ đó không hề rẻ. Với lại em nghĩ một phần nữa là con này là dòng Cruiser chứ không phải là đua bơi, nên là quick ship chỉ dành những cái xe sport hoặc là cho những anh em chạy chắc hay gì đó.
cái này mình mua về là mình xác định là đi cho ngầu. Đúng rồi, chiếc này chỉ đi để cho ngầu với cái bầu thôi, chứ thật ra thì là... để mà sách ra đua nó dở lắm. Đua với bào rát thì khó lắm. Chứ lại cái góc của cái phục, cái góc cái tay lái của nó, cái độ nghiêng của nó rất là lớn. Thì cái độ nghiêng lớn như thế này á, thì mình chạy nó sẽ khá là vững, nhưng ngược lại là cái sự linh hoạt của chiếc xe nó sẽ không có, giống như những chiếc xe bọt tay lái thì nó sẽ đứng như thế này. Tay lái đứng như này thì cái góc định vị nó sẽ kém, hay mình gọi là cái rack angle nó rất là hẹp, cho nên cái tay lái nó sẽ cực kỳ linh hoạt. Nhưng mà khi đối với cái điều hòa chạy lên tốc độ cao, tay lái cực nặng, bẻ một cái là nó phải nghiêng cái xe, nó phản hồi chậm lắm, nên không nên. Tóm lại là nó không phải chiếc sport mà nó là chiếc sport touring. Về cái ghi đông á, ghi đông của con X Devil S này nè, thì nó cũng tương tự như cái con Devil đời cũ á, đời từ 2010 đến 2015. Nhưng mà em thấy cái bình xăng thì nó lại thon gọn hơn đó, nên là khi mà ngồi lên cảm giác là nó, cái người mình với cái xe nó ôm vào nhau. Còn cái chiếc Devil bản thường thì nó rất là cơ bắp, bình xăng to gồ ghề. Mà cái về cái em không biết là cân nặng giữa hai con này có xê dịch nhau nhiều không, nhưng mà cái con kia lúc mà dắt rồi lúc mà ngồi và chạy cảm giác là nó nặng hơn con này rất là nhiều. Cái đó thì anh chưa có cơ hội để thử cho nên mình cũng không biết. Nhưng mà thật sự mà nói, cái máy của X-Travel này chuyển qua xài động cơ dùng cái trục cam biến thiên, nó biến thiên cái góc mỗi cam thì nó sẽ kiểm soát lại cái máy, làm cho cái torque nó ra khá là đều, nên cái xe mình chạy nó cũng khá mượt mà và ít giật. Thì theo như một số người đã chơi qua thì cũng có những cái thông tin rằng là cái động cơ của này do nó cái tua máy nó xuống thấp cho nó đúng rồi, nhanh, đúng rồi, giống như những cái chiếc khác. Bởi vậy nên ở trên cái con cái dòng Devil cũ á, thì cái lực máy và cái hơi ra ở những cái tua dạy tua máy đầu đó là lực. Và con này thì nó tại vì nó xài trục cam biến thiên mà, cho nên nó sẽ hãm cái luồng hơi nạp vô lại, nó làm những cho cái nó dịu đầu đi. Đúng rồi, đôi, cho nó phù rất là dịu, nó lên nó khá là đều. Với cái thì mình bật sang sport mode luôn, vặn cũng lên rất mượt. Nhưng mà con này mà sắp mạnh là xây bánh đó nha. về cái dàn chân thì kích thước lốp của con này với con Devil cũ hình như là bằng nhau đúng không ta? Đúng rồi, cùng một cỡ kích thước, cùng một loại mâm, cùng một cỡ chiều dài chục. Nhưng mà nói tới tất cả mọi thứ là hai con đều bằng như là tương tự nhau hết. Riêng cái lớp béo này á, thì nhìn cái lớp béo thì nó đẹp á, nhưng mà khi mới ban đầu anh leo lên con này anh chạy anh cũng bực bội dữ lắm, đặc biệt là đi vô những cái đường mua rùa. Là cái xe mình nó thích lật bên nào là lật, thích lật bên trái là lật, thích lật bên phải là lật. Rồi cái bảng bánh nó bự quá, ví dụ cái mua rùa nó lên như này đi, xe mình ví dụ như mặt lớp nó nhỏ thì mình một là mình đi trên cái đỉnh của cái mua rùa, hai là mình đi bên hông cái mua rùa, còn cái này cái lớp nó quá mỏng mà, lớp nó quá bự mà, cho nên khi nó leo lên nửa chơi nửa bánh bên trên nó nằm này, cái nửa bánh bên kia thì nó trong là bắt đầu cái nó cười cái này, mình đang xe mình đang chạy vậy tự nhiên nó lật úp những cái rất là quái, bực lắm. Nhưng mà đi sau nó thì nó giúp đá thì cũng quá trời quá đắng luôn, ai đi sau là ăn đá đủ luôn. Con này chạy cua thì cũng dễ dàng, không có gì khó khăn cả. Mình chỉ cần dời cái gác chân về sau một chút. Thì anh có đã thử thay cái gác chân gì rồi, anh có thể giới thiệu cho anh em biết về cái những cái một số các loại gác chân hay là những cái gì đó cải thiện cái góc ngồi của mình tốt hơn. Ở đây thì chiếc này thì nó nguyên bản, nhưng mà mình có một chiếc nữa là đồ nó gác chân nó nằm ở chính giữa, thì khi gác chân nó chính giữa nó sẽ cho mình cái vị trí ngồi nó vững chãi hơn. Thì ví dụ như khi mình cần nghiêng người, mình đổ người để vô cua rồi đó, thì cái trọng tâm của mình á, có thể là mình xè chân ra mình chịu rồi đó, để mình lật cua nó khá là thuận tiện. Nhưng mà ngược lại cái gác chân nó lại xuất hiện một cái khuyết điểm, đó là nó đôn cái gác chân, nó đôn cái chân mình lên cao, cho nên nếu mà mình ngồi lâu á, đi đường thì nó sẽ bị gồng cái đầu gối lên, cái chân mình nó rút lên như này. Dù bình thường cái chân mình thẳng vậy, thì bây giờ dùng cái chân này nó sẽ rút cái chân mình lên này, thì lâu ở chỗ này nó sẽ rất là mỏi. Nếu mà mình đi đường dài thì nó lại không thoải mái bằng cái kiểu giống như mình ngồi ghế salon như vậy. Em hiểu rồi. Cái đó là cái khuyết điểm của cái nhưng mà ngược lại thì cái cảm giác chạy của nó thì cực rất là tự tin. Đúng rồi, mà cái dễ dàng mọi thứ. Nó có nhiều bộ kit đã thay vô để gác chân, nhưng mà riêng cái bộ kit của Rizoma là thích nhất. Tại vì cái bộ kit Rizoma nó giật cái chân lên rất là cao, nó làm tăng cái khoảng sáng của cái gầm lên, nên khi mình lặn cua vô những cái cua rất là sáng, không đụng gác chân. Như vậy là về cái việc mà mình dời gác chân từ phía trước ra ở giữa như những cái chiếc xe bình thường khác,
thì nó hoàn toàn là có lợi, nhưng mà có một cái khuyết điểm nhỏ là bất lợi cho những anh em nào cao trên 1m7 chân rồi, dài chân đó. Càng dài thì càng chân càng dài càng mỏi, càng mỏi, nên là anh em sẽ nên suy nghĩ về cái vụ gắt chân này. Tại vì có nhiều hãng khác nhau nên anh em có thể là thử tham khảo những anh em đã gắn rồi để biết gắt chân nào thấp hơn tí chẳng hạn mình có thể đổi qua. Hồi trước anh xài cái bộ gắt chân này của hãng Ducati, nó có cho mình hai một cái bộ gắt chân cũng mid control luôn nhưng của chính hãng Ducati. Anh đã gắn, anh chạy một thời gian và anh phát hiện ra là cái đó nó rất là dở. Tại vì cái bộ gác chân đó nó dời gác chân ra đằng sau, nhưng mà nó lại dùng những cái thanh sắt, cái thanh nhôm để mà tạo thành những cái thanh liên kết. Nó qua rất là nhiều những cái khớp nối, nó làm cho cái độ nhạy của cái chân số và cái độ nhạy của chân thắng, đặc biệt là phía bên chân thắng, là nó liên qua nhiều cái đường liên lắm để nó với được tới cái bên đạp. Nó làm cho cái lực đạp của mình nó không còn chính xác nữa. Riêng đối với lại gác chân của Rizoma, chắc là mình đợi bữa nào mình và anh Tinh sẽ có một cái clip cho các bạn nói về cái dàn chân của con xe này. Yeah, về đồ chơi cho nó đi mà. Đúng rồi. Thì mình sẽ có clip nói về dàn chân và những món đồ chơi có thể gắn cho nó và hiệu quả như thế nào, bọn mình sẽ nói kỹ hơn. Chứ, rồi xong rồi mình bỏ 20, lúc đó để mua bộ gác chân đó là 26 triệu nhưng mà cuối cùng nó chấp nhận liền bỏ để mua bộ gác chân của Rizoma lên. Gác của cái chân Rizoma lên thì thắng thiết các thứ, nó kiểm soát, nó cho phép mình tùy chỉnh. Nó tóm lại là mình đang tự động mình lại biến một chiếc Sport Cruiser đó thành một chiếc Sport. Nếu mà chiếc xe này nếu mà di chuyển bình thường, di chuyển một cách bình thường, thì anh đã ngoài cái việc mà tư thế ngồi ra còn khó chịu gì về chiếc xe này không, hay là nó là hoàn hảo rồi? Nó thì cái xe này nói chung là cái đây là cái khuyết điểm của hầu hết tất cả các cái xe ý. Là họ tập trung vô cái độ thẩm mỹ nhiều quá. Nhiều quá, cho nên là những cái tiện nghi này đó nó hầu như là bị gạt bỏ xuống. Đặc biệt là xe này nếu mà đi hai người chắc chắn là đi không được. Người ngồi sau sẽ rất là mỏi lưng và rất là ê đít, mặc dù nó có cái tựa, nhưng mà thực chất cái tựa đó nó chỉ giữ để cho người ta không có bị lọt tỏm, đừng có bị té ngã thôi, nhưng thực chất cái tựa đó nó không giúp ích gì cho. Và em thấy nhiều người cũng không chở đồ được luôn. Đúng rồi. Và em thấy nhiều người gắn cái tựa đó lên thì cũng không thẩm mỹ lắm. Đúng rồi, gắn nó rất là cục. Nó không thẩm mỹ, cho nên cái nó không hợp tốt với nhất xe. Là thôi mình mua xe này xác định tháo yên đi solo xong. Solo. Mà cái xe này cái phục sau nó có cái khuyết điểm nữa là cái phục sau nó hơi yếu. Cho nên khi mình đi hai người mà ai không biết mà không tăng cái phục lên á là nó nhúng, là nó sẽ đụng cái gắp sau nó đụng vô trong con ốc của cái cắm ốp dưới lường á. Nó đụng vô đó là nó làm mốt cái gắp của mình để hình xuống, rồi biết thì phải tăng lên. Nếu mà đi hai người, mỗi người trọng lượng trung bình có 60kg, thì nếu mà so với cái nguyên bản từ lúc chỉnh sửa dắt ra thì mình tăng lên phải cỡ 3 vòng, tức là cái vòng phục có dặn 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng là vừa đủ cứng. Như vậy là anh em nào mà khi mà mua chiếc xe này về, nếu mà xác định đi solo thì thôi, nếu mà xác định hay đi tour hay đi cà phê chở bạn gái chở bố chở mẹ thì nên tăng cái phục viên của mình lên 3 vòng so với bình thường. Còn thôi mình chỉ nói sơ thôi, còn nghĩ đồ chơi thì nên bàn vào trong một cái dịp khác. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chúng mình về cái clip đầu tiên giới thiệu về chiếc Xdiago này, thì kết thúc cho phần giới thiệu hôm nay về ưu điểm và khuyết điểm. Thì những cái clip là tới bọn mình sẽ giới thiệu chung chi tiết về cái chiếc Xdiago này, nó có những cái gì hay ho về đồ chơi của nó đó. Thì nếu mà anh em nào có những cái câu hỏi thắc mắc gì về chiếc xe này có thể comment ở dưới comment, hoặc là gửi inbox Facebook hoặc là email cho bọn mình sẽ giải đáp tất cả thắc mắc của các bạn. Rồi xin cảm ơn, hẹn gặp lại.